Audio Jungle. Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món cá tai tượng chiên xù. Để làm món cá tai tượng chiên xù, chúng ta cần có những nguyên liệu như sau: tỏi để tí nữa chúng ta sẽ băm với ớt, chúng ta sẽ làm nước mắm me chua và một trái ớt. Món này nước chấm quan trọng lắm nha các bạn. Một ít muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Và đương nhiên là không thể thiếu nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đó là một con cá tai tượng khoảng hơn 1kg nha các bạn. Chúng ta không cần đánh vẩy luôn nha các bạn, cứ để nguyên, một tí nữa nó sẽ giòn tan. Và món này chúng ta sẽ ăn kèm với bún, rau sống và bánh tráng. Đó, tí nữa chúng ta sẽ cuốn lại một chút cá, một chút bún và rau sống. Chúng ta chấm với nước mắm me. Ngon tuyệt vời các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ đổ dầu vào chảo. Nhớ là đổ thật nhiều nha các bạn, để tí nữa mình cho con cá vào mà dầu nó sẽ ngập luôn nguyên con cá, thì như vậy nó sẽ giòn. Và trong khi chờ đợi dầu nó sôi lên thì chúng ta bắt đầu sắc hành ra, cho vào một cái thố. Chúng ta cho một muỗng nhỏ, một muỗng cà phê thôi, bột ngọt và một muỗng nước mắm. Và sau đó khi mà dầu nó đã nóng lên thì chúng ta sẽ đổ vào. Đây nè, chúng ta làm mỡ hành đó các bạn. Nhưng mà chúng ta cho dầu vào, chúng ta không có xài mỡ heo. Đấy, một tí nữa mà cá nó chiên, nó chín rồi, nó giòn lên rồi, chúng ta sẽ rưới cái mỡ hành này vào. Nó sẽ rất là béo và thơm. Bây giờ chúng ta cho con cá vào. Đó. Đợi một tí là nó sẽ vàng lên nha các bạn. Trong khi chờ đợi con cá nó vàng lên để mình trở lại cái mặt bên kia thì chúng ta sẽ sắc ớt, tỏi, băm tỏi ra, băm tỏi và ớt. Để chúng ta bắt đầu tiến hành làm nước chấm. Đây là nước mắm me nha các bạn. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Đây, chúng ta cho một cục me vừa phải vào trong cái chén và đổ nước ấm vào. Sau khi cho nước ấm vào, chúng ta sẽ tán cái me ra. Và chúng ta sẽ cho khoảng 2 giá nước mắm nhỏ. Một giá tỏi và ớt băm. Sau đó chúng ta cho đường vào. Đường chúng ta cho khoảng 3 muỗng đường. Sau đó chúng ta sẽ khuấy đều lên, cho đường, bột ngọt, nước mắm và me nó hòa quyện với nhau, với hương tỏi và ớt. Bây giờ thì con cá đã chín vàng và giòn tan rồi. Chúng ta bắt đầu trình bày ra dĩa. Nhớ lót ở dưới dĩa một lớp salad nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ rưới mỡ hành lên khắp con cá. Ôi thơm quá các bạn à. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món cá tai tượng chiên xù rồi. Món này chúng ta sẽ ăn kèm với rau sống và bánh tráng. Chúng ta cuốn lại một chút cá, một chút bún, một chút rau sống và chúng ta chấm với nước mắm me. Ngon tuyệt vời luôn các bạn. Chúc các bạn thành công với món cá tai tượng chiên xù. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Thuần SD nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.